Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp bạn nắm được những diễn biến quan trọng trong sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo của mình. Xem tử vi vận mệnh cho tuổi Đinh Mùi trong năm 2023 Quý Mão còn giúp bạn biết được về vận hạn của mình, về tất cả các phương diện trong cuộc sống. Qua đó giúp quý vị biết được thiên cơ, từ đó có những phương án đón lành tránh dữ, giúp cuộc sống của quý vị được may mắn, tài lộc hơn. Quý vị thân mến, trong năm 2023 Quý Mão là một năm cực kỳ nhiều tài lộc và may mắn đối với tuổi Đinh Mùi. Trong năm nay, những người tuổi Đinh Mùi sẽ là một năm khá ổn định về tài chính. Mặc dù những năm trước, đôi khi những người Đinh Mùi gặp phải những vận hạn khó khăn, nhưng đến thời điểm này thì khác. Họ có những bứt phá nhất định trong cuộc sống, có những thành công và may mắn đến bất ngờ khiến họ cũng phải ngỡ ngàng. Sự thành công của họ đã khiến không biết bao nhiêu con giáp khác phải ghen ghét, đố kỵ. Vậy tại sao những người tuổi Đinh Mùi lại có được những may mắn và thành công như vậy? Chúng ta hãy cùng đến với phần luận giải tử vi cho tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2023 Quý Mão. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ ngay cái túi khi cúng sao từ ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Đinh Mùi sinh năm 1967 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài tài tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 nữ mạng trong năm 2023. Bước sang năm 2023, Mão Mùi bán tam hợp thái tuế mang tới cho người tuổi Đinh Mùi một năm hứa hẹn rất nhiều thành công. Công việc có cảm giác thuận lợi hơn trước, có nhiều không gian phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp hơn. Tài vận cũng rộng mở như các khoản lợi nhuận thu về từ các dự án hợp tác. Vận quý nhân trong năm khá vượng, tuổi Đinh Mùi mạnh dạn mưu sự lớn, sẽ được hỗ trợ nhiều về cả tinh thần lẫn tài chính. Hơn nữa, nhân duyên trong năm khá tốt, bản mệnh còn có thể gặp được những người bạn có trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Đinh Mùi sinh năm 1967 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao mộc đúc, vận hạn là tam kheo, hạn tam tai, nữ mạng không phạm tam tai, hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu, rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Mùi gặp Mão tại cục diện tam hợp, rất tốt, ví như gặp được quý nhân giúp sức, công việc làm ăn suôn sẻ, có nhiều khởi sắc cả về tiền bạc và chuyện tình cảm. Xét về mối quan hệ thiên can, Đinh âm hỏa gặp quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong năm nay, những gia chủ Đinh Mùi sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên cần chú ý cẩn thận, xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Đinh Mùi sinh năm 1967 cần chú ý tháng Ất Sửu, tháng 12 âm lịch, từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Đinh Mùi. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Đinh Mùi sinh năm 1967 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Đinh Mùi gặp sao mộc đức chiếu mệnh. Sao mộc đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Sao mộc đức hay còn gọi là mộc đức tinh quân. Người mệnh kim hoặc mệnh mộc hoặc mộc đức sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối cùng lại gặp được thuận lợi và an toàn. Mặc dù sao mộc đức là sao chiếu mệnh mang đến nhiều điều tốt cho người được chiếu, tuy nhiên theo quan niệm của người xưa thì dù là gặp sao tốt hay xấu chiếu mệnh vẫn nên hóa giải nhằm cầu bình an, may mắn và giảm trừ vận hạn không may mắn. Và dưới đây là hai phương pháp hóa giải sao mộc đức phổ biến: cúng dâng sao giải hạn vào 5 đến 7 giờ ngày 25 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao mộc đức đang viên chiếu sáng nhất trong tháng. Lễ vật bao gồm hương hoa, trái cây, oản, trầu cau, gạo muối, mũ xanh, nước, đinh tiền vàng và 20 ngọn nến cùng với bảo vị màu đen có viết Đức Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân. Tất cả lễ vật chuẩn bị đều phải có màu xanh. Trường hợp không phải màu xanh thì phải bọc giấy màu xanh bên ngoài hoặc để tấm giấy xanh lót dưới lễ vật, hoặc có thể áp dụng yếu tố phong thủy để khắc chế.
Sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh thuộc hành mộc, do đó để tăng cường cát khí của sao tốt, gia chủ được sao Mộc Đức chiếu mệnh hãy dùng màu xanh lá thuộc hành mộc. Điều này sẽ tốt về tình duyên, hôn nhân và những mối quan hệ khác. Ví dụ, gia chủ có thể đeo trang sức hay đá quý màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc gia chủ có thể sử dụng màu đen thuộc hành thủy. Với quan hệ tương sinh với mệnh mộc thì càng thêm tốt, có thể đeo thạch anh tóc đen. Gia chủ Đinh Mùi sinh năm 1967, nữ mạng, năm nay gặp hạn thiên tinh. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có hai câu thơ như sau. Thiên tinh phải mắc xạ tai ngục hình, có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ với sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh về đường tiêu hóa và đường ruột. Bị ngộ độc thực phẩm không kịp điều trị dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ. Người nào gặp phải hạn này, nhất là nữ mạng, sức khỏe ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ. Gia chủ cần biết hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào tù ngục, tội phạm. Gia đạo bất hòa, khi gặp hạn này, gia chủ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý. Công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục, tội phạm, tai bay vạ gió, bị người khác vu khống, hãm hại. Việc hóa giải hạn thiên tinh không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra, mà nó chỉ giảm phần nào tai ương, đen đủi từ nặng sang nhẹ. Về sức khỏe, người nào gặp hạn thiên tinh, nhất là phụ nữ, hãy chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, nhất là phụ nữ mang thai, cẩn thận trong việc đi lại, tránh bị té ngã, ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ lẫn bé. Trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm sai trái, phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Sau đó, người gặp hạn này cần tu tâm, làm nhiều việc thiện, thường xuyên thắp hương cửa Phật, cầu bình an, sức khỏe dồi dào, gia đạo hạnh phúc viên mãn. Lượng tử vi Đinh Mùi sinh năm 1967, nữ mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân đầu năm bên gia đạo, tuy tháng này tình cảm trong gia đình của gia chủ không được tốt. Tháng 2, trong tháng này, gia chủ chú ý sức khỏe không được tốt, có thể ốm đau, bệnh tật lâu ngày khó khỏi, hoặc trong nhà có chuyện buồn đưa tới. Tháng 3, công việc làm ăn của con cháu trong gia chủ trong tháng 3 không đạt kết quả tốt như kỳ vọng, bên cạnh đó còn gặp nhiều chuyện buồn phiền. Tháng 4, ra ngoài trong tháng này, gia chủ sinh năm Đinh Mùi chú ý cẩn thận xe cộ, hoặc đi lại cần chú ý. Tháng 5, được phúc đức của tổ tiên nên tình hình sức khỏe của gia chủ rất tốt trong tháng này. Tháng 6, tình cảm của những thành viên trong gia đạo không được tốt, sức khỏe của gia chủ cũng không tốt. Tháng 7, nhờ được hưởng về âm phần phúc thổ tiên, đây là tháng chủ về làm việc hung hóa cát lành. Tháng 8, gia chủ đón nhiều niềm vui mới trong gia đạo, tuy nhiên tháng này gia chủ sinh năm 1967 chú ý có con vật cắn hoặc là đá vào. Tháng 9, đây là tháng gia chủ chú ý về sức khỏe vì sức khỏe không được tốt. Tháng 10, khi ra ngoài trong tháng 10, gia chủ Đinh Mùi nữ mạng chú ý cẩn thận xe cộ hoặc đề phòng có kẻ gian trộm đạo quân gian. Tháng 11, công việc con cháu trong tháng này không được tốt. Tháng 12, gia đạo có chuyện buồn. Tổng kết tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp. Theo tử vi Quý Mão 2023, sự nghiệp của bản mệnh tiến triển tương đối thuận lợi, đa số những kế hoạch bạn đặt ra đều đạt được những kết quả như ý muốn. Nữ quý nhân xuất hiện cũng sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra hướng đi mới cho công việc, giải quyết những khó khăn vướng mắc tạm thời. Tuy nhiên, dù mọi việc tiến triển thuận lợi đến mấy, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo quá mức hoặc thờ ơ lơ là. Kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và tìm cách để phá hủy công lao bạn gây dựng suốt bấy lâu nay. Vì vậy, hãy luôn nâng cao cảnh giác trong mọi lúc, mọi việc. Về tài chính, tài lộc may mắn năm nay, bạn sẽ nhận được những thành tựu bất ngờ về thu nhận tiền lương và doanh thu. Tại nơi làm việc, bạn sẽ nhận được nhiều thu nhập hơn, chẳng hạn như trả lương nhiều hơn từ sếp và tăng tiền thưởng hàng quý do công việc khó khăn hơn so với đồng nghiệp của bạn. Trong khía cạnh phong thủy, bạn có thể chú ý nhiều hơn đến xổ số và xuất thăm may mắn. Dù bạn có không trúng số độc đắc trong đầu tư xổ số, nhưng những giải thưởng nhỏ có thể rất tuyệt vời. Trong năm, mệnh chủ sẽ không còn lo lắng quá nhiều vấn đề tiền bạc, bạn có thể dựa vào chính sức mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc về tay, cũng đạt được nhiều thành công và có được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Khoảng thời gian này, mệnh chủ Đinh Mùi có thể tham gia các dự án hợp tác kinh doanh, buôn bán sẽ dễ thu lợi về tay, nhất là những dự án có liên quan đến thủy lợi, thủy sản, đồ ăn uống, thực phẩm, đồ kim loại hay tài chính thì sẽ may mắn hơn nhiều, nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Về sức khỏe, trong năm 2023, sức khỏe của gia chủ Đinh Mùi sinh năm 1967 có thể bị ảnh hưởng ở một số mức độ nào đó và bạn cần chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Tập thể dục nhiều hơn và tránh thức khuya vì sức khỏe là nền tảng của bất cứ điều gì khác.
Vận trình sức khỏe của mệnh chủ tuổi Đinh Mùi trong năm 2023 khá tốt, không có nhiều vấn đề lớn mà nghiêm trọng. Thái tuế trong năm là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh những thương tích nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của bản mệnh. Tuy nhiên, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi nên nhớ tránh đi đến những nơi ẩm ướt, tối tăm hay nhiều nước như sông hồ, ao suối, nơi âm u khí vượng để tránh hậu họa về sau. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm cũng sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Đinh Mùi sinh năm 1967 nữ mạng. Về tình cảm gia đạo, chuyện tình cảm của bản mệnh nhìn chung là ổn định, bạn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của nửa kia nên tinh thần khá nhẹ nhõm. Khi khó khăn xảy đến, bạn biết mình có chỗ dựa nên luôn vững vàng và bình tĩnh. Những người còn độc thân có thể mở rộng các mối quan hệ của mình, không nên có mặc cảm về tuổi tác. Chỉ cần cởi mở, bạn có thể tìm được đối tượng lý tưởng, đôi bên có thể trở thành bạn bè, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Đinh Mùi, sinh năm 1967 nữ mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta cũng tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Đinh Mùi trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.